Một bộ phận nhỏ báo chí vì mải chạy theo doanh thu hoặc do yếu kém về chuyên môn mà chạy theo thị hiếu tầm thường, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp đang làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của đội ngũ báo giới nước nhà. Đây là cảnh báo được đưa ra tại cuộc hội thảo Đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Một ví dụ gần đây nhất, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin được thảo luận tại hội thảo này. Đó là một nhà báo đã bịa ra câu chuyện giật gân về quan hệ bố chồng nàng dâu rồi đưa lên một tờ báo điện tử. Ngay lập tức, rất nhiều tờ báo mạng khác đã tin vào sự chính thống của tờ báo này để sao chép và đưa lên trang mạng thông tin của mình. Vô hình chung đã nhân bản rộng rãi một sai phạm nghiêm trọng. Phải ra soát lại đội ngũ những người lãnh đạo báo chí, nhất là báo mạng. Trước khi ra soát cái đội ngũ phóng viên, tôi rất tin vào cái lớp trẻ mới được đào tạo này. Nó chỉ cần một cái sự hướng dẫn đúng đắn thì họ sẽ cho chúng ta những cái nguồn tin rất tốt, chứ không phải. Một thống kê đáng chú ý được đưa ra tại hội thảo, đó là trong khi một phóng viên có kinh nghiệm sẽ mất thời gian đáng kể cho bài viết của mình, trong khi một nhân viên cắt dán cần mẫn trong một ngày có thể tạo ra hàng chục tin bài. Kết cục là có những trang điện tử mỗi tuần có đến hơn 1.000 tin, trong đó có đến 90% là tin cắt dán. Trong khi đó, ở không ít trường hợp, cũng chính nhà báo đó và nhiều nhà báo khác luôn tự cho mình quyền phán xét nhạc sĩ đạo nhạc hay nhà văn vi phạm bản quyền. Nhận diện các dạng vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong thực tiễn hoạt động báo chí, các tham luận tại hội thảo này đã cho rằng vi phạm có ở nhiều bước trong hoạt động tác nghiệp, nhưng tập trung nhiều nhất ở quy trình khai thác và xử lý nguồn tin. Cái người làm báo ấy thì anh phải được đào tạo, được trang bị, như tôi nói là về chuyên môn nghiệp vụ, về bản lĩnh chính trị và về đạo đức nghề nghiệp. Rồi đến một cái tầng nấc nữa là gì? Là cái sự sàng lọc, cái bộ lọc của 30 tập. Cái bộ lọc này nếu kỹ, tốt, chặt chẽ thì chắc là những cái sai lỗi về chuyên môn, về đạo đức nghề nghiệp nó sẽ được giảm đi. Dù trong thời đại bùng nổ thông tin, nhưng độc giả vẫn có thể nhận diện được những tờ báo có xu hướng giật gân câu khách và những cây bút cả bị nghiêng ngả bởi lợi ích cá nhân. Tuy vậy, có những tờ báo và nhà báo giữ được đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm xã hội thì vẫn được độc giả tin cậy. Đó là động lực để đội ngũ những người làm báo tiếp tục dấn thân để đưa tới độc giả và khán giả của mình những thông tin chân thực từ cuộc sống.